Rồi, Sam ngồi xuống, Gạo ngồi xuống. Hôm nay ba tập lệnh mới cho nè. Ngồi xuống, Sam ngồi. Gạo ngồi xuống, Gạo. Nằm xuống. Nằm xuống. Rồi. Sam nằm xuống, Gạo. Gạo nằm xuống đàng hoàng coi. Trời ơi mày nhoi quá. Nằm xuống. Rồi, Sam sủa. Sủa đi rồi ba cho ăn bánh nha. Sủa. Giỏi. Gạo sủa. Gạo. Con này hoàng con không có nhoi. Gạo sủa. Gạo sủa. Đứa nào sủa trước cho đứa ăn nha. Sam sủa. Sam sủa. Đó, giỏi. Cho Sam ăn nè. Gạo sủa. Gạo sủa. Gạo nhoi quá không ngon nè. Gạo sủa. 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 Con cố gắng là được. Sam. Sam sủa. Sam sủa. Sam sủa. Sủa đi ba cho anh. Nha, sủa. Sam sủa. Sam sủa. Sủa. Sam sủa. Nè, sủa đi ba cho anh cái bánh này nha, ngon lắm. Nè, thơm nè, đó. Sủa. Sủa. Sao lại sao sao. Cho thử lại cái nữa. Rồi, sủa. Giỏi. Gạo sủa. Gạo sủa. Gạo sủa. Gạo sủa. Gạo sủa. Gạo sủa. Giỏi. Đây, Sam sủa. Sam sủa. Mẹ bánh thơm lắm. Rồi, sủa. Giỏi. Trời. Mới tập mà biết rồi nè, giỏi ghê. Anh lấy mình thêm miếng bánh nữa đi. Quay cho mấy bạn coi bánh thử luôn. Ăn đầu mấy cây rồi. Cái này là xương sữa nè các bạn. Nó có cái mùi rất là thơm thịt với rau củ. Mình dùng mình để mình huấn luyện tập các lệnh cho con Sam với con Gạo. Các bạn muốn tập lệnh thì nên có một cái miếng bánh nó thích. Thôi Sam ngồi đó đi. Gạo ngồi xuống. Đứa nào sủa trước cho đứa đó ăn nè. Trời ơi, combo luôn hả? Sam sủa. Giỏi. Sam có vẻ thông minh hơn Gạo ha. Gạo sủa. Gạo sủa. Gạo sủa. 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 Ơi. Giỏi. Sam sủa. Sam sủa. Mẹ thơm lắm, thơm lắm. Sam. Giỏi. Sam sủa. Sam sủa. Sam. Gạo sủa. Gạo sủa. Gạo sủa. Gạo nằm xuống đàng hoàng đi. Sam nhắn kỹ sạch. Gạo nằm xuống. Gạo nằm xuống. Nằm xuống. Sủa. Ok. Sam sủa. Sam sủa. Trời. Thông minh, thông minh. Hai đứa con trai của ba thông minh nè. Mặt ăn nó ghét không? Đứa nào sủa trước cho nó ăn. Sủa. Giỏi. Đây, cho Gạo nha. Sam, sủa. Sam. Sam. Rồi lo ra. Tập không nên tập lâu quá mấy bạn. Chỉ cần khoảng một thời gian 5-10 phút thôi. Sam, sủa. Tập lâu quá nó chán. Sủa. Sủa. Sam. Sủa. Sam bị lờn. Để ba cho thử kỹ cái nào. Thơm chưa? Sủa. Sủa. Sam. Sủa. Giỏi. Ok, cho con miếng này với thằng em miếng này thôi nha. Ăn nhiều quá cũng không tốt. Ok, cho con miếng này với thằng em miếng này thôi nha. Ăn nhiều quá cũng không tốt. Rồi. Gạo sủa. Gạo sủa. Gạo. Gạo sủa. Gạo sủa. Gạo sủa. Sủa. Mà okay. Gạo sủa tiếu à. Rồi, hai đứa giỏi. Mai đọc tiếp nha.
tập đó, phải tập một động tác, phải tập khoảng một tuần á, liên tục mỗi ngày khoảng 10-15 phút thì nó quen. Rồi rồi ăn gạo lại tiếp kìa. Hết rồi để bụng ăn cơm đó, ăn nhiều đâu tốt. Giờ đi ngủ đi. Rồi đi ngủ đi hay đó.